Xin chào quý cô chú anh chị, cô chú anh chị và các bạn nha. Chào anh chị và các bạn đã đến với kênh của em. Hôm nay em tiếp tục làm cái video chia sẻ với anh chị và các bạn về cái căn bệnh bị viêm vú trên con bò. Thì đã cũng lâu rồi, cũng cỡ mấy ngày rồi, cả tuần lễ em không lên video vì nhiều lý do và công việc khác nhau nha cô chú anh chị. Thì hôm nay em làm cái triệu chứng và cái cách điều trị cái bệnh viêm vú trên bò của cái sinh sản, đặc biệt là những con bò cái mà là lấy sữa hoặc là bò sinh sản á, thì nhiều cái bò bệnh viêm vú á nó xảy ra nhiều ở trên những cái con bò sữa nha anh chị. Bò sữa, bò người ta chuyên sản xuất lấy sữa đó thì bị nhiều, nhưng bò sinh sản mình vẫn gặp nhiều, một số trường hợp nó vẫn bị bệnh viêm vú nha anh chị. Thì em chia sẻ với quý vị cô chú anh chị thì nó có những cái biểu hiện và triệu chứng như sau. Thì nó bị viêm vú khi mà con bò nó đang lúc mà nó đang cho tiết sữa, khi mà nó đang đẻ rồi hoặc là chuẩn bị đẻ thì nó bị một số cái triệu chứng như sau. Thì nó bị viêm vú nha anh chị. Thì triệu chứng của nó là bầu vú nó sưng đỏ lên, bò sốt, bò nó có hiện tượng sốt và bỏ ăn. Thì bầu vú sưng đỏ, bò nó bị sốt, thì mình sốt mình gỡ ở đâu thì mình gỡ ở sau mang tay nó nha anh chị. Thì trên phần cổ và sau mang tay nó thì mình cách nhận biện biểu hiện bò sốt. Thì cái thứ hai nữa thì bầu vú căng cứng hoặc là cái núm vú nó sưng tím lên, bầu vú căng cứng một bên nha anh chị. Nó thì em sẽ để cái hình cho anh chị, ghép cái hình cho anh chị xem là cái bầu vú nó căng cứng và cái hình bầu vú nó sưng, cái núm vú nó sưng tím lên, tím tái lên. Thì đó là những cái hiện tượng mà con bò mình nó bị viêm vú. Và sữa thì nó có mùi hôi tanh nha anh chị, mùi hôi tanh. Và cái màu của sữa khi mình vắt ra mình xem thử thì cái màu đó là cái màu đỏ, đỏ đục nha anh chị. Thì nó không, sữa thì đa số mình có màu trắng nha anh chị, trắng hơi đục trắng. Còn mà sữa nó bị hư khi núm vú nó bị viêm thì sữa nó màu đỏ giống như máu nha anh chị, màu đó là màu đỏ máu đó, đỏ đục máu á. Thì nó có pha loãng chút xíu, nó bị sơ cứng bầu vú. Sơ cứng bầu vú tất nhiên là cái bầu vú nó bị sưng một bên, cái bầu vú nó bị cứng ngắc, mình gờ vô nó cảm giác nó không có mềm mà nó cứng giống như là nó bị chai vậy đó anh chị. Đó là cái hiện tượng sơ cứng bầu vú là viêm vú. Thì ở đây em chia sẻ ở đây thì đã từng trải qua rồi thì em mới dám chia sẻ, và cũng nhờ những anh thú y bên anh Trung Đủ Trà Vinh á. Ở đây thì em không phải quảng cáo, nhưng mà thì nói chung là chăn nuôi mà mình phải nhờ những anh thú y người ta điều trị mình mới biết, mình mới học hỏi được những kinh nghiệm từ người ta, chứ không phải là mình chăn nuôi là mình không học, không hỏi, không có trau dồi thì mình không có kiến thức nha anh chị. Ở đây thì phải thôi, nói chung em cũng học hỏi những anh thú y là nhiều nhất, là trên sách vở thì một phần thôi, còn kiến thức thực tế này nè từ những anh thú y người ta điều trị cho mình thì mình mới học được nhiều cái và mới chính xác được nha anh chị. Còn ở trên những cái văn bản, những cái hình ảnh, những cái mà lý thuyết á, thì nó là một phần trong những sử dụng thuốc thôi, còn mình học hỏi thú y là nhiều nhất. Thì nó có những bị triệu chứng như trên đó nha anh chị, đó là những triệu chứng của bệnh viêm vú. Còn về điều trị là như thế nào, điều trị thì đa số thì mình điều trị bằng những cái sử dụng những cái kháng sinh gentamicin hoặc là amoxicillin. Thì gentamicin và amoxicillin là những kháng sinh mình điều trị cho nó, mình chích khi mà nó bị viêm vú. Và chích ở đâu? Tim bắp thịt nha anh chị, tim bắp thịt. Thì mình tim bắp thịt cho nó amox như vậy. Thì khi mà mua thuốc thì nó người ta có sử dụng, hướng dẫn sử dụng thì mình sử dụng đúng liều lượng, và có sốt thì mình phải dùng giảm đau hạ sốt nha anh chị. Đó là cái điều trị. Còn về cái điều trị thông thường thì cái bầu vú nào nó bị sơ cứng thì anh chị dùng những cái khăn sạch hoặc là cái những cái vải sạch mình thấm pha với nước ấm. Anh chị lưu ý ở đây là nước ấm nha anh chị. Nước ấm là không quá nóng nè, không quá nóng và không quá mát. Tất nhiên là mình gờ tay vô nó vẫn còn ấm ấm chứ không quá nóng.
thì mình như vậy thì mình dùng nước ấm, mình dùng khăn đó, đó những cái khăn sạch đó mình nhúng vào, mình không vắt nước, mình không vắt nước nhưng mà mình vẫn để nước đó, nước ấm đó mình cho nó thấm vào, mình đập, mình đập vào những cái bầu sữa bị sưng, bị sơ cứng thì mình đập vào thì mình massage cái bầu sữa đó và mình lau cho nó, lau liên tục, lau chừng nào mà nước nó nguội lại thì thôi, lau liên tục và xoa bóp cho nó. Thì một ngày thì mình làm 2-3 lần nha anh chị, 2-3 lần mình nếu có điều kiện thì mình làm 2-3 lần. Những con bò hiện dạng á, những con bò hiện dạng thì mình làm càng nhiều càng tốt, còn những cái con bò mà nó nhát quá thì mình phải cuộc dây mình gàn nó đó, dùng những cái cuộc dây như anh chị thấy những anh dẫn tinh viên á, người ta có cọng dây ta lòn qua cổ và người ta ép vào bên cái hai cái chân sau của con bò đó, thì mình làm y chang như họ, mình ép con bò vào một góc nào đó của cái chuồng trại mình mà nó kiên cố, thì mình lau cứng, lau những cái bầu vú nó bị sơ cứng, những cái bị nó bị chai đó nha anh chị, giống như bị chai mình gờ vào nó cứng ngắc á, nó không có mềm á, thì mình lau nước ấm, mình lau nước ấm mà mình nếu mà có muối thì càng tốt nha anh chị. Nếu mà có muối thì mình càng tốt, mình lau một ngày 2-3 lần. Lau lưu ý anh chị ở đây là lau càng nhiều càng tốt nha anh chị. Thì sử dụng kháng sinh và những cái nước muối mình ấm thì những cái đối với những con bò nó bị bệnh nặng á, bị bệnh nặng nó bỏ ăn á, những con bò nó bỏ ăn, nó biến ăn luôn á, thì mình sử dụng những cái mình phải nhờ thú y người ta, họ những người thú y mà dạng như lành nghề á, họ rất là giỏi trong nghề á, thì người ta truyền dịch truyền chất dịch á, giống như là truyền nước biển ở người đó anh chị, đó là truyền dịch á. Những cái loại truyền dịch đó thì những người thú y họ biết, họ sẽ truyền dịch cho mình đối với những con bò bỏ ăn, và người ta sẽ tiêm thuốc thêm những cái thuốc bổ giống như Catusan 10% hoặc là những cái ADE, tiêm những cái ADE trợ sức cho con bò. Đó là cái phần điều trị đối với con bò mẹ. Còn đối với bò con thì cỡ nào cỡ anh chị, khi mà mới đẻ ra thì anh chị cũng phải nặn cái sữa đầu cho nó uống là trong vòng 2 tiếng đồng hồ. Cái sữa đầu ở đây khi mà bầu vú thì mình nặn ra thấy cái sữa nó màu đỏ đục á, thì cái núm vú nó hư thì mình bỏ, mình không có sử dụng nước sữa đó cho con bò nó uống. Khi mà những cái bầu vú nào á mà nó tiết ra những cái sữa tốt, sữa thơm ngon, sữa màu trắng á, trắng bình thường á, thì mình cho con bò con nó uống, thì đó là những cái sữa tốt cho bò con nó uống trong vòng 2 tiếng đồng hồ. Là nước sữa đầu nha anh chị, nước sữa đầu đó rất là quan trọng. Thì đó là cái phương hướng là mình giải quyết cho nó dứt điểm cái bệnh viêm vú. Hoặc là đối với những con bò mà nó bị viêm vú, mình trị bằng á mốc không hết, nó vẫn còn sữa đỏ, thì những người thú y họ có những cái tiếp dài như thế này nè anh chị. Em sẽ để hình lên, tiếp dài người ta bơm trực tiếp vào cái bầu vú của con bò. Khi trực tiếp bơm thì những cái bầu vú mà sữa bị hư đó, họ sẽ nặn hết cái sữa bị hư ra, nặng cũng một ngày 3-5 lần anh chị. Khi mà nó tiết sữa liên tục như vậy thì mình cứ nặng cái bầu vú nào bị hư, sữa nó bị hư, bị đỏ đục đó, thì mình cứ nặng bỏ hết rồi mình mới tiến hành bơm cái tiếp trị viêm vú trên bò đó vô. Thì những cái tiếp đó là thú y họ bơm, hoặc là nếu mà anh chị nào lành nghề, anh chị nào cũng dạng như là biết những cái phương pháp thú y về bò thì mình có thể tự bơm và tự vắt sữa. Thì mình vắt sữa hết sữa hư rồi thì mình bơm cái tiếp đó vào những cái núm vú mà nó tiết ra những cái loại sữa bị hư đó. Thì mình điều trị liên tục 3-5 ngày, thấy con bò nó bình thường rồi, mình nặn sữa nó trắng lại rồi thì mình ngưng điều trị nó. Khi mà nó trắng bình thường rồi mình ngưng điều trị nó để cho con bò nó tự bò con nó tự bú. Còn nếu mà nó lâu quá thì mình phải điều trị kéo dài 5-7 ngày. Đó là tùy theo cái con bò mình điều trị nó như thế nào nha anh chị. Còn chứ không phải là điều trị chưa hết mà mình ngưng là không được nha anh chị. Sử dụng